Năm học 2023-2024 là năm tăng tốc, bứt phá, yêu cầu toàn ngành giáo dục và đào tạo tập trung nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu được giao theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và nghị quyết tỉnh đảng bộ lần thứ 11 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, xuyên suốt của Bộ Giáo dục Đào tạo, của lãnh đạo tỉnh, cùng với sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với quá trình đổi mới giáo dục. Năm học qua, giáo dục đào tạo Bình Dương tiếp tục giữ vững chất lượng và phát huy thành quả ở nhiều lĩnh vực công tác. Xin được điểm qua 10 kết quả nổi bật của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bình Dương trong năm học 2023-2024 như sau. Hoàn thành chỉ tiêu về việc sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023-2025. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bình Dương có 728 trường trung tâm giáo dục thường xuyên, 806 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục với gần 524.000 học sinh. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 156 trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống và hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được cấp phép hoạt động. Tổng số đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gần 28.000 người. Toàn ngành đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại 34 trường, giảm được 17 trường trong năm 2023. Năm 2024 đã thực hiện sáp nhập và giảm được 4 trên 10 trường theo chỉ tiêu được giao. Đây là nỗ lực lớn của các địa phương và ngành giáo dục nhằm thực hiện tinh gọn, hiệu quả, tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Đội ngũ toàn ngành chủ động học tập, nâng cao trình độ, thích ứng nhanh với quá trình đổi mới. Trong năm học, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 10.000 lượt cán bộ quản lý và giáo viên. Nhiều nội dung bồi dưỡng theo hướng đổi mới, đáp ứng kịp thời với yêu cầu giáo dục đào tạo trong bối cảnh xã hội có nhiều sự chuyển đổi. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nỗ lực vượt bậc trong công tác, thích ứng nhanh với những yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, đặc biệt đã chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019. Đến nay, đội ngũ viên chức quản lý toàn ngành có trình độ đạt chuẩn trở lên là 98,77%, giáo viên đạt gần 93%, trong đó giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt tỷ lệ 14%. Phát huy hiệu quả năng lực của đội ngũ giáo viên cốt cán, hội đồng chuyên môn nghiệp vụ cốt cán các cấp học tiếp tục cải tiến phương pháp hoạt động, phát huy hiệu quả vai trò hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên và cơ sở giáo dục khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng giảng dạy, nhất là trong công tác ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh. Khắc phục những hạn chế trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn ra để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trong số những cái phương pháp cũng như là kỹ thuật dạy học tích cực mà tôi thường xuyên áp dụng và đạt được hiệu quả, cũng như là nó phù hợp với đặc trưng của bộ môn ngữ văn, đó chính là phương pháp trò chơi. Phương pháp trò chơi thì thường sẽ được sử dụng ở phần khởi động để bước đầu tạo tâm thế cũng như là hứng khởi và dần đi vào kết nối nội dung của bài học. Ngoài ra thì còn một số những phương pháp khác như là phương pháp đàm thoại vấn đáp hay là phương pháp thuyết trình, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp đóng vai. Vừa qua, thông qua hội thi bộ sưu tập giáo án trực tuyến, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các cấp học, toàn ngành đã chọn được nhiều bài giảng hay, chất lượng đưa vào kho học liệu điện tử dùng chung, đồng thời phát hiện được hơn 300 giáo viên giỏi tiêu biểu bổ sung vào lực lượng giáo viên nòng cốt và hội đồng chuyên môn nghiệp vụ cốt cán các cấp học của ngành. Đổi mới và nhân rộng các chuyên đề, mô hình giáo dục tiên tiến, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các cấp học tiếp tục được nhân rộng các chuyên đề, mô hình hướng tới mục đích giáo dục toàn diện phẩm chất và năng lực người học như ngày của con, bữa ăn tự phục vụ, thư viện xanh, góc tìm hiểu về lịch sử, phòng tư vấn tâm lý học đường. Nhiều hoạt động giáo dục mang tính đổi mới, sáng tạo, định hướng cho trẻ, học sinh làm quen với môi trường số, môi trường tiên tiến hiện đại. Trong đó, có thể kể đến hiệu quả nhân rộng của mô hình trường học hạnh phúc tại các cấp học, mô hình giáo dục STEM theo hướng trải nghiệm, sáng tạo đến cấp học mầm non, mô hình Open School, trường học mở, nhằm tạo cơ hội cho cha mẹ tìm hiểu về môi trường học tập của con và tổ chức cho con tham quan, tìm hiểu về nơi làm việc của cha mẹ ở cấp tiểu học. Trong thời gian con học tập tại trường, ngoài việc được thầy cô quan tâm về chất lượng học tập, con còn có cơ hội được tham gia rất nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích của trường. Nhất là con có thể chia sẻ tâm tư của mình tại phòng tư vấn tâm lý học đường. Sau buổi trải nghiệm hôm nay, con rút ra được bài học là cần cố gắng học tập để cho cha mẹ vui lòng và luôn yêu thương cha mẹ.
À, con mong rằng cho các cô chú, cho cha mẹ của con luôn được mạnh khỏe. Con em vô đây thấy cha mẹ làm cực khổ vì con nó gán học giỏi, cho con nó có tương lai hơn. Các hoạt động trên nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo thế hệ công dân toàn cầu, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, khai thác hiệu quả. Năm học 2023-2024, toàn ngành triển khai quyết liệt công tác chuyển đổi số, trong đó nổi bật là việc khởi tạo thành công các công bố hoạt động cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đào tạo, triển khai ứng dụng tiện ích INET Việt để khai thác, sử dụng thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành trong toàn ngành, chuẩn hóa thông tin và xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an theo đề án 06 đạt tỷ lệ 98%. Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành tiêu chí trường học thông minh và xây dựng kế hoạch thí điểm tại 7 trường, lựa chọn giải pháp và khảo sát trường học đáp ứng các điều kiện để thực hiện thí điểm thư viện số. Toàn ngành đã triển khai nhân rộng các mô hình dạy học tiên tiến trên nền tảng số, tiêu biểu là cấp tiểu học đã xây dựng phòng học trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 142 trên 153 trường, khắc phục hiệu quả tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở các bộ môn đặc thù. 100% cơ sở giáo dục đã thực hiện giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt và hoàn thành đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, hoàn thành vượt tiến độ công tác thí điểm học bạ số cấp tiểu học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo. Năm học qua, Sở Giáo dục Đào tạo đã tăng cường phối hợp, ký kết, hợp tác với các doanh nghiệp triển khai các giải pháp chuyển đổi số một cách đồng bộ, chuyên sâu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy tại từng đơn vị. Đẩy mạnh phong trào dạy học và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh. Đối với cấp mầm non, có 178 trường tổ chức hoạt động cho trẻ em làm quen với tiếng Anh. Đối với cấp tiểu học, 100% trường tổ chức dạy ngoại ngữ tiếng Anh bắt đầu từ lớp 1 và nhân rộng thí điểm triển khai dạy song ngữ tại 9 trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng các lớp tiếng Anh tăng cường tại 21 trường trung học cơ sở và thực hiện hợp đồng giáo viên bản ngữ đến giảng dạy tại các trường. Sở Giáo dục Đào tạo đã củng cố tổ chức, phát huy vai trò, trách nhiệm của 143 trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh. Đối với Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Tiếng Anh Cambridge VN566 do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trương thành lập, giám sát hoạt động. Trong năm học, đã tổ chức kiểm tra năng lực và thi cấp chứng chỉ cho hơn 2.600 thí sinh. Qua đó, Sở Giáo dục Đào tạo đã thực hiện cộng điểm khuyến khích hoặc tuyển thẳng đối với học sinh dự thi lớp 6 tăng cường tiếng Anh, lớp 6 tạo nguồn khi các em đạt được các mức độ điểm theo quy định. Tăng cường quản lý, hỗ trợ và nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở giáo dục tư thục, toàn ngành đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh hoạt động tại các cơ sở giáo dục tư thục, thực hiện hỗ trợ các đối tượng thuộc cơ sở giáo dục mầm non tư thục tại các khu, cụm công nghiệp trong đợt 1 với kinh phí hơn 32 tỷ đồng, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các trường mầm non tư thục đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia. Tháng 11 năm 2023, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức hội nghị trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống và hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, lập website quản lý, cung cấp thông tin hoạt động chính thống của các trung tâm để người dân nắm biết. Năm học qua, Sở Giáo dục Đào tạo tích cực tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư thành lập, mở rộng hệ thống trường học tư thục, đặc biệt là trường học liên cấp, trường học liên kết giáo dục với nước ngoài, hiện đang có nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu và lập hồ sơ đầu tư giáo dục tại Bình Dương. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tổ chức chăm lo cho đội ngũ và học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn ngành giáo dục tỉnh trong công tác chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Đã tổ chức hội thi ẩm thực, giải bóng chuyền truyền thống, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trường học hạnh phúc và trao 149 huy hiệu vì sự nghiệp trong người cho giáo viên nghỉ hưu. Đặc biệt, Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với Hội khuyến học tỉnh, Hội chữ thập đỏ, tỉnh đoàn Bình Dương, các sở, ngành địa phương trao học bổng cho 880 học sinh trong chương trình Tiếp sức đến trường và các chương trình học bổng khác với số tiền gần 4 tỷ đồng, tặng 3.400 bộ sách giáo khoa và nhiều dụng cụ học tập hỗ trợ cho học sinh khó khăn vững bước đến trường. Đồng thời đã tổ chức tuyên dương cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ đoàn, đội đạt thành tích có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục và đào tạo. Đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác thi đua, khen thưởng. Tháng 3 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Bình Dương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh trúng tuyển, nhập học vào đại học, cao đẳng với tỷ lệ 80,61%. Đây là năm thứ hai liên tục Bình Dương đạt được thứ hạng này.
đầu năm 2024, Bình Dương là một trong 8 tỉnh, thành phố được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen tặng cờ thi đua vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập. Kết quả học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cũng như các hoạt động phong trào cấp bộ tổ chức năm học qua cũng được nâng cao về số lượng và chất lượng giải. Tiếp tục đạt vị trí thuộc nhóm đầu cả nước về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Năm 2024 là năm cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Đánh giá về kết quả tổ chức kỳ thi giai đoạn 2016-2024, chúng ta nhận thấy chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh Bình Dương có sự phát triển vượt bậc. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và số điểm trung bình ở các môn thi tăng đều hàng năm. Đặc biệt, khi đối sánh điểm trung bình các môn thi, Bình Dương luôn đạt vị trí thuộc nhóm đầu cả nước. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Bình Dương xếp hạng tư với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,80%. Có thể nói, những kết quả đạt được hôm nay của ngành giáo dục đào tạo Bình Dương là quá trình tiếp nối nghiêm túc, có hiệu quả nền tảng giáo dục vững chắc mà các thế hệ đi trước đã để lại. Từ đó, toàn ngành tiếp tục phát huy thành quả, sáng tạo và kiên trì thực hiện các giải pháp đổi mới giáo dục đào tạo tại địa phương. Hơn hết, đó là kết quả của quá trình nỗ lực rất lớn, tinh thần trách nhiệm rất cao và sự miệt mài lao động của tập thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh nhà trong suốt thời gian qua. Trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế tri thức, kinh tế số và hội nhập quốc tế như hiện nay, việc hướng tới xây dựng trường học thông minh, trường học hạnh phúc nhằm phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đã trở thành một trong những nhiệm vụ chiến lược của ngành giáo dục đào tạo. Đó là những ngôi trường được tiếp cận nền giáo dục mở, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại nhằm phát huy tối đa chất lượng giảng dạy. Đi kèm với đó là giải phóng năng lượng của giáo viên. Từ đó, người học không những được lĩnh hội về tri thức, rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong quá trình tự học, mà còn được rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và năng lực sáng tạo nhằm đáp ứng với những yêu cầu đổi mới của thời đại. Đó chính là tiền đề đào tạo nên những công dân năng nổ, tích cực, góp phần vào thành công cho sự nghiệp giáo dục tỉnh Bình Dương ở hiện tại và tương lai.